Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới một người dự án Digital Pay Token, nhận token DGB nha các bạn. Nhận token DBay các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án này. Thì hiện tại thì tổng cung của con token này là 1 tỷ token DBay nha các bạn. Và nó chạy trên nền tảng ERC20. Thì hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng ICO này. Đang trong chương trình bán hàng ICO. Thì để tham gia vào dán hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình. Trên bot thì các bạn ấn vào nút Start để chat với bot. Tiếp theo thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 500 token DeFi tương đương là 15 USD cho giá trị hiện tại mà dự án đã đưa ra nhé. Thì sau khi các bạn ấn nút Start xong thì các bạn ấn vào đường link captcha này, này chúng ta sẽ thực captcha nhé. Chúng ta xác thực người máy không phải là người. Sau đó nó yêu cầu các bạn chọn lại hình ảnh gì thì các bạn chọn lại hình ảnh đó nhé. Vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có trước chiếc xe đạp này. Các bạn chọn vào những hình ảnh có trước chiếc xe đạp nhé. Sau đó các bạn nút kế tiếp. Vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có trước một chiếc xe đạp tiếp. Sau đó các bạn nút kiểm tra. Ok, sau đó các bạn nút submit giúp mình nhé. Các bạn nút submit. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn vào nút check. Sau đó thì các bạn ấn nút Process. Chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram Group cho nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn ấn vào đường link đầu tiên nhé. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot ngày 27N. Như vậy là ngày 27 tháng 12 Airdrop này sẽ kết thúc nha các bạn. Thì sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục join vào kênh Channel. Các bạn ấn vào đường link thứ hai nhé. Chúng ta tiến hành son. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn nút don. Nhiệm vụ tiếp theo là follow từ Twitter và retweet lại bên bot. Các bạn vào đường link từ Twitter này nhé. Và điền lại username. Thì trên từ Twitter của dự án các bạn tiến hành ấn vào nút theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đa game này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ. Chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp nhé. Các bạn vào từ bit lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo là nhiệm vụ Medium. Chúng ta tiến hành follow kênh mạng xã hội Medium và điền lại link profile. Các bạn ấn vào đường link Medium này nhé. Mạng xã hội Medium bị chặn mà nó cứ bắt chúng ta làm nhiệm vụ xã hội Medium không à. Mình phải file ID nữa rồi. Đợi mà tới mình bật VPN cái này nha các bạn. Bạn nào mà vào Medium không được thì các bạn tải ứng dụng VPN rồi. Sau đó các bạn bật lên thôi là vào được thôi nhé. Ok. Thì trên Medium của dự án Digital Pay Token này các bạn tiến hành follow nhé. Ok, sau khi follow xong thì các bạn chọn cái hình màu đen đen này này. Hình avatar này này, hình đen đen ở trên bên tay phải của các bạn ấy. Sau đó các bạn chọn avatar. Sau đó các bạn chọn vào cái username ở dưới phần tên của các bạn này. Các bạn nhấn vào. Nó sẽ dẫn các bạn đến trang cá nhân Medium của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Medium của các bạn copy lại cái link profile Medium của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link Medium, dán cái link profile Medium của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Ok, tiếp theo là nhiệm vụ Instagram.
Chúng ta tiến hành follow Instagram và điền lại link profile, các bạn vào đường link Instagram này nhé. Ok, thì trên Instagram của dự án các bạn tiến hành ấn vào nút theo dõi. Sau đó các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái link profile Instagram của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Instagram của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Tiếp theo thì các bạn ấn vào phần Ask ETH Wallet giúp mình nhé. Các bạn ấn vào phần này. AZZ ETH này này. Sau đó thì ở địa chỉ quỹ này ERC20 thì các bạn dùng quỹ Trust Wallet hoặc là quỹ MetaMask nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn. Rồi sao chép lại địa chỉ quỹ ETH. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Tiếp theo thì các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư nhé. Thì sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 500 token DeBay. Và đây là link red của các bạn này. Các bạn copy lại link red đi tiến tới phần bìa để nhận thêm token nhé. Thì qua mô lượng refer, các bạn sẽ nhận được thêm là 50 token DeBay. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 500 token DeBay từ dự án Digital Bay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.